Rồi, chào mừng các bạn đã quay lại video của mình. Video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn làm xong cái module về product rồi ạ. Thêm, sửa, xóa và bao gồm cả delete rồi. Thì ở video lần này thì mình sẽ thêm một chút về cái các bạn mở màn hình add product cho mình nhá. Mình sẽ thêm một tí logic về cái phần add này. Ở đây thì các bạn thấy là mình bấm submit này. Đấy, nếu còn một còn nếu mà nó có một cái bug nào đấy, hiện tại thì là nó lốc là cái bug này các bạn nhé, các bạn để ý này. Đấy, mình vừa ấn submit đấy thì nó nằm ở màn hình store, nhưng mà bạn vào store này lốc này, nó Laravel lốc ngày 22 tháng 3 năm. Đây thì các bạn kéo xuống cuối cùng thì nó ghi là lốc đây, column name không thể là null. Thì cái lỗi này gây ra là gì, là vì khi mình design database ấy, thì bạn sẽ bán product này, mình có những cái field là ví dụ name này, price này, hoặc là content, user ID, category ID là những cái field không not null đấy. Nên khi mình nhấn submit này thì nó sẽ gây ra lỗi và nó nằm ở cái màn hình post cái thằng này luôn. Thì ở đây thì mình sẽ khi mà nó bug ấy, mình sẽ redirect nó về cái màn hình cũ này của nó và in ra lỗi. Không in ra lỗi nhưng mà in ra một cái message nào đấy các bạn nhá. Và thứ hai nữa là mình cũng muốn rằng là validate cái màn hình product này, mình sẽ validate mẫu các bạn nhé. Thì các bạn sẽ vào cho mình Laravel 5 đây, validation các bạn, validate được nhá, validation này các bạn kích vào cái phần validation này. Thì ở đây thì là Laravel trong doc nó hướng dẫn thì các bạn mỗi cái validate này các bạn nên tạo một cái form request này. Bạn nha, vì vì cái code của mình nếu nếu mình để đây nha, mình sẽ mở cái phần gì? Phần app này, HTTP này, controller và mình là mở admin product controller. Mỗi cái logic của mình đây các bạn nhìn này, lưu trữ này nó cũng đã có một cái số lượng code. Đúng không ạ? Tương đối là dài rồi. À, mình sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn tối ưu để cho cái code nó trông nó gọn gàng hơn, sau này bạn dễ maintain hơn. Nhưng hiện tại bây giờ làm đến phần request, ở đây Laravel nó hỗ trợ các bạn tách ra cái form request này, các bạn kích vào nhá. Các bạn có kích vào form request này. Đúng không? Tạo form request này. Bạn tạo cho mình cái make request và tên cái request nhá. Đây mình sẽ tạo. Rồi các bạn tạo cho mình cái tab menu nhá, paste này. Mình tạo tên request đây là gì, là product add request nhá. Product add request. Rồi mình enter. Rồi mình tạo thành công. Sau khi tạo thành công thì nó sẽ tạo cho mình một cái request ở trong cái thư mục HTTP các bạn. Thêm một request và product add request. Để validate request ấy, đầu tiên thì các bạn phải return cho mình cái này là true nhá, để cho request nó được phép, nó được ủy quyền đấy. Và cái ruler này này, ruler này nó đưa vào một cái mảng ở trên doc đây, nó đã hướng dẫn các bạn này, ruler này với key là cái name của attribute các bạn cần 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 validate, và các đây là các cái ruler, cái luật mà nó Laravel nó đề ra cho bạn sẵn rồi. Thì đây ví dụ như là require là bắt buộc phải nhập này, unique post này là có cái trường title này là không được trùng này, và mark 255 là 255 ký tự. Đây mình sẽ copy thử vào một phần vào đây các bạn nha. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa tương ứng của mình bỏ phần vào đi đi. Ở đây mình sẽ có cái màn hình S này các bạn. Chuột phải lên và bạn nhìn cái tên field ở đây là gì? Là tên của nó là name nhá các bạn. Rồi. Name và các bạn muốn là cũng gì qua này, unique name đúng không ạ? Ở đây thì mình sẽ demo thôi, cho nên là bản sản phẩm có thể nó không bắt unique nhưng mình sẽ đặt demo là dưới dạng unique nhá. Thì ở đây mình muốn là cho gì, max là 255 và min nhá các bạn, thêm thêm một cái nữa là min, min là 10 ký tự. Đấy nha. Về các cái luật của nó thì các bạn có thể kéo lên trên này, các bạn kích vào đây, điều kiện các available validation ruler này miễn phí đấy, tức là đây, và
hầu hết các cái về cơ bản thì Laravel nó đã cung cấp đầy đủ cho các bạn rồi. Các bạn phải đọc xem trường hợp của mình vào cái trường hợp nào đây, các bạn xem cái doc của nó thôi nhá. Từ đây thì mình outline một số cái cây, đó là require này, uniquity này và max và min. Tương tự mình sẽ có gì, price giá đấy thì là thế nào, thì là mình chỉ cần require thôi. Rồi đây là mình chỉ demo, đây là mình có gì category đi các bạn nhé, cũng sẽ là gì require. Rồi mình có ra có category đi, anh đã thì anh chi tiết thì có thể rộng các bạn nhé, chọn danh mục rồi nhập tag content, mình có content nó cũng phải require các bạn. Đây content, gì coi bắt buộc phải nhập ấy. Cái Uniqlo này thì là các bạn truyền vào đây, các bạn vào search đây nhá, Uniqlo này bạn search cái Ctrl F Ctrl V này, đấy các bạn thấy là Uniqlo này này, đây database, bạn kích vào cái phần database phần doc của nó này, đấy thì nó sẽ xác định gì. Đây nó trên đốc của nó sẽ có gì, đầu tiên là tên table, hai là column, xếp và id column. Column thì ở đây thì các bạn chỉ chú ý cho mình cái thuộc tính thứ hai này, cái dùng là đây xác định các từng column name này, column option có thể được xác định là field tương ứng trong database các bạn nhé. Nếu cái column này không xác định thì field name sẽ tương ứng sẽ được sử dụng, tức là ví dụ như ở đây này, các bạn nó đều mua này, tức là nó sẽ tìm trong cái bảng user đúng không, cái trường email không được phép trùng nhau đúng không ạ. Còn nếu tức là nếu mình không đưa vào cái tham số thứ hai là email address này thì là nó sẽ là lấy email, còn ở đây mình có email address nên nó sẽ tìm cái cột, tức là select sao from từ cái bảng user này qua cái email address này nè, chỉ có trả về một phần tử thôi các bạn nhé. Tức là không được trùng, cái column này không được trùng này, giá trị của email address không được trùng. Thì ở đây mình không đưa vào cái tham số thứ hai đây các bạn thấy, thì ở đây mình check, tức là trong cái bảng ở đây cho đi các bạn, đây mình phải thay một tên bảng nhé, product đúng không, thì tức là cái bảng product này với thuộc tính name là không được trùng. Rồi mình sẽ thử check, thì để check được cái validate này thì các bạn phải vào tiếp cho mình cái màn hình gì suộc này, tức là mình đã in ra được lỗi rồi, nhưng mà mình phải in được cái lỗi ra màn hình view các bạn nhé. Ở đây là mình đã bắt được bug rồi đấy, đi xuống này vào view này, vào phần admin này, vào product và các bạn vào phần add cho mình. Ở đây mình sẽ thêm một cái div div column về D12 này nhé, sau cái này dùng để chứa các cái bug ấy. Rồi các bạn quay trở lại đọc cho mình. À, các bạn kéo lên và đây nó có viết có đoạn là gì, custom error message đây, các bạn kích vào custom error message nha. Đây mình sẽ có phần show error ấy, tạo controller define display à, các bạn này, các bạn kích cho mình phần display laser validate error nhá. Đấy. Show ra màn hình nhé. Sau khi các bạn có rồi các bạn show ra đúng không ạ? Thì đây đây nó có một cái demo các bạn này, if này. Error cho any này tồn tại thì nó sẽ show ra cái lỗi đúng không ạ? Nó for tất cả các lỗi và nó show ra từng cái thẻ LI là một cái lỗi. Đây mình copy nhá. Mình copy mình đưa vào cái đít con 12 các bạn. Cái biến này thì là nó là chuyển sang view global rồi, khi mà nó có bug thì nó sẽ tự động có biến này cho bạn rồi. Mình thử lại, mình load lại này. Mình ấn nhấn submit các bạn. Đấy các bạn thấy ở đây của mình vẫn là bug. Vẫn là bug thì mình sẽ check xem log nó là cái gì các bạn nhé. Storage log, Laravel log.
À, nó vẫn báo cái cột column name này không được phép luôn. Thì cái này là mình thiếu thêm một cái bước sau khi các bạn đã tạo ra cái request này để validate rồi, nhưng mà cái request này các bạn chưa được add vào trong cái logic của thằng thêm product đúng không ạ? Thì mình vào admin product controller này. Bạn vào màn hình add cho mình. Post đấy, cho to ấy. Đây. Cái này hôm trước mình sẽ đi đi mình xóa đi nhá. Thì các bạn vào cái phần này và khi mà post này, thay vì các bạn đưa request lên thì các bạn phải đưa là gì? Cái request mình vừa tạo ấy, product ấy. Add request này các bạn kéo dưới và enter. Thì lúc này thì là cái thằng này được bind vào đây thì nó mới được sử dụng các cái ruler này mình áp dụng thì mới ok này. Vừa rồi thì mình đang để là request nên là nó không hiểu được ạ. Đấy nha, các bạn mình lại nha. Mình reset lại. Mình nhấn submit lại nha. Đấy các bạn thấy là bây giờ cái lỗi nó đã hiện rồi, thì name field not phải require này, nó bắt buộc the price, phải bắt buộc carry, phải bắt buộc và content phải bắt buộc đúng không ạ? Thì khi mình validate này thì mình sẽ đồng nhất được giữa database và cái logic thực tế của nó nhé. Rồi sau khi như thế này thì mình, bây giờ mình thấy là bạn thấy là cái lỗi này bây giờ nó đang để là tiếng Anh đúng không ạ? Thì mình muốn custom là tiếng Việt thế nào? Bạn lại vào phần validation tiếp, bạn kéo lên trên. Display. Này các bạn kéo xuống cái custom the validate, custom error message này, nó form request validate đấy. Bạn kích vào. Đây, các bạn thêm cái phương thức public message này vào. Vào cái request vừa tạo nha đây. Mình sẽ custom cái gì? Ví dụ như mình là name này. Chọn đi qua thì mình sẽ nói là gì? Tên tên không được phép để chấm nha. Rồi. Tương tự mình sẽ copy xem nhiều cái này các bạn nhé, D căn cho D á. Thì name Uniqlo này, đúng không ạ? Thì là gì? Các bạn nhớ đây là tên field và đây là luật của nó nhá. Rồi tương ứng đây là gì? Uniqlo là đây là mark là min này đấy. Thì ở đây mình là tên không được phép chỉ trùng. Đúng không ạ? Và mình thêm cái mark này đi. Tên không được phép quá 255 ký tự. Và mình sẽ có thêm một luật min này các bạn nhé. Cắt cái D này ra. Tên không được phép dưới 10 ký tự các bạn. 10 ký tự rồi. Mình thêm cái category này. Chấm đi quay là danh mục không được để trống, danh mục không được để trống. Nhân đi mình thêm một cái content chấm đi qua là nội dung không được để trống. Rồi mình sẽ refresh lại và mình check lại. Đây các bạn khi mình nhấn submit này, các bạn thấy tên không được để trống này, price không phải require này, bắt buộc này, danh mục không được để trống mà nội dung được trống, giá đây là price mình chưa có là price các bạn ạ. Mình thêm một cái price này nhé, này price chấm chấm đi qua các bạn. Giá không được để trống nhé, giá này mình có cái này xuống nhanh nhanh mình thay này là giá thôi. Rồi mình submit lại. Đấy như các bạn thấy là mình đã thay được toàn bộ tiếng Anh bằng tiếng Việt rồi. Tên không được để trống này, giá không được để trống này, danh mục không được để trống và nội dung không được để trống. Và nếu ở đây mình cố tình đặt tên, ví dụ các bạn xem nha, trên database của mình là product có iPhone 11 đúng không ạ? Mình cố tình lấy cái tên trùng. Mình nhập vào đây đi. Mình xem có bắt được cái Unicode không nha. Ở đây các bạn thấy tên không được phép trùng này đúng không ạ? Hay nói là cái lỗi là tên không được phép trùng, tên không được phép dưới 10 ký tự. Nó có hai lỗi, tức là bắt được cả dưới 10 ký tự, vừa rồi cái tên của mình dưới 10 ký tự đấy.
Đấy, giá không được để trống, danh mục không để trống. Giá không được để trống, danh mục để trống rồi. Đấy thì ở đây thì mình đã hướng dẫn các bạn là validate được cái phần product rồi. Thì nếu mà trong quá trình làm thì các bạn thấy có những cái ở đây à, mình lưu ý thêm một tí nữa. Ví dụ như ở đây là mình muốn là gì, là ở đây mình có hai luật này, ví dụ có rất nhiều luật đúng không ạ, require này, uniquity này, rồi max rồi min đúng không ạ. Mình muốn là ví dụ như là nó không đúng một cái luật nào đấy, ở đây hiện tại các bạn thấy là nó đang chạy ra cả gì, tên không được phép trùng, tên không được phép dưới một ký tự này, thì đang sâu cả hai cái luật liên tiếp này. Sau khi nó chạy đến cái này lỗi rồi nhưng mà nó vẫn chạy đến cái cùng này, mình muốn là chạy đến cái nào lỗi thì nó dừng ở đây luôn, thì mình thêm cái từ khóa bell các bạn nhé. Đây mình sẽ copy thử cái iPhone 11 này, mình nhấn submit này. Đấy các bạn thấy là khi mình nhấn submit thì gì, thì nó đã tên không được phép trùng đúng không, tức là nó giảm đi một cái luật, nó tên không được phép trùng, nó chạy đến cái Uniqlo product này, nó dừng và nó không chạy về cái này nữa. Nó cái từ khóa này thì các bạn search ở trên trên đây nhá, ở trên phần validate này các bạn sẽ thấy được. Đây stop trên cái first validate future, tức là khi mà cái validate đầu tiên mà bị lỗi thì nó dừng, thi thoảng thì bạn muốn gì dừng cái chạy cái validation trên cái attribute ấy, sau khi trên cái thuộc tính, sau khi cái đầu tiên bị lỗi, để làm cái điều này thì các bạn thêm cái bell này về trước cái luật của bạn thôi, tất cả các luật của bạn đây. Đấy, nó hướng dẫn rất là chi tiết các bạn. Thì ở trong cái validate này thì nó còn rất nhiều rồi cái luật và ra bell nó là define cho các bạn. Thì trong quá trình làm thì mình cũng thấy thì là gần như là em mình chưa bao giờ mình phải define ra, tự define ra một cái luật nào của mình cả. Ra bell hỗ trợ rất tốt, kể cả cái regular nó cũng hỗ trợ các bạn. Đây các bạn. Đây các bạn nha. Điều kiện đây các bạn thấy nó còn có cả gì? Require này, regular đâu. Đây, not regex này. Đấy. Kiểm tra biểu thức chính này này. Đấy, regular pattern này. Bởi vậy cho nên là khi các bạn làm cái bài toán các bạn gặp phải, nếu mà các bạn gặp trường hợp nào mà cái cây của mình nha, thì các bạn đầu tiên phải search xem cái cây của mình nó Laravel có xử lý được hay không, rồi sau đấy nếu không có thì các bạn viết một cách tầm riêng nhá. Rồi cảm ơn các bạn.